À, kính thưa quý vị, à, đối với việc ghép ảnh thì cái điều quan trọng đầu tiên mà người thợ giúp ảnh, thợ ghép ảnh, thợ xử lý ảnh cần có đó chính là cái ý tưởng để tạo ra tác phẩm. Nếu không có ý tưởng thì chúng ta sẽ không làm được gì cả thưa quý vị. Và trong bài tập này tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về một ý tưởng khá độc đáo đó là chúng ta lồng một cái dòng suối vào cho một cô gái, những cô gái đang 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 tắm trong một dòng suối ẩn vô một ý tưởng khá độc đáo nhưng để thực hiện được ý tưởng đó thì đòi hỏi chúng ta phải có kỹ thuật để làm và hai cái đang kết với nhau vừa ý tưởng tốt vừa kỹ thuật tốt thì chắc chắn các bạn sẽ có những tác phẩm rất là có giá trị và tác phẩm đó nó sẽ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta và sẽ thuyết phục được người xem thì trong bài này chúng ta sẽ thực hiện như sau thưa quý vị thì ý tưởng táo bạo chỗ là đưa dòng suối vào trong cô gái và thực hiện bài này chúng ta sẽ dùng những kỹ thuật khá đơn giản đó là kỹ thuật cắt kép ảnh và thứ hai là những hiệu ứng của lớp bây giờ chúng ta tạm thời nó tắt cái ảnh nghệ thuật này ra chúng ta có hai tấm ảnh này thì để thực hiện bài này thì người thợ chụp ảnh sẽ phải săn cho được một cái dòng suối cũng rất dễ tìm thôi dòng suối này chúng ta có thể tìm trên mạng hoặc là các bạn có thể à, ra đà lạt hoặc là ở lâm đồng bạn có thể chụp được dòng thác này tiếp theo là chúng ta tìm một hình cô gái à, và ta chụp cái cảnh cô gái làm sao cho nó phù hợp giống như cô gái đang ngước lên thưởng thức có vẻ tươi mát cái sự mát mẻ của những dòng nước thì nó hợp lý hơn thưa quý vị thì bây giờ chúng ta thực hiện bằng cách là nhận F7 các bạn chọn hình cô gái và chúng ta sẽ dùng lệnh duplicate layer chúng ta chỉ vào cái hình của dòng suối bên đây chúng ta nhấn ok thì cái hình này nó được chồng lên trên cái lớp này chồng lên trên cái lớp của dòng suối nhưng điều quan trọng là hai tấm ảnh này cái thước ảnh nó phải bằng nhau và cùng độ phân giải thì chúng ta mới làm được điều này sau đó chúng ta phóng lớn một mảnh lên bây giờ cái việc tiếp theo của quý vị là chúng ta sẽ chọn cái vùng chọn lấy phần là da và phần người cô gái ra chúng ta sẽ thực hiện bằng cái lệnh sau đây thưa quý vị chúng ta dùng lệnh là, là magnetic magnetic lasso để chúng ta à, có chế độ bắt dính để làm ta nhấn đúp nhấn vào đây một điểm ta cho nó sẽ tự động bắt dính trên à, trên cái phần ảnh của cô gái chúng ta sẽ chọn lấy bóc cô gái này ra khỏi cái nền tấm vải kia để ta thực hiện cái ý đồ về ghép ảnh chúng ta kéo một chuột tới đâu tự động lên thành các lớp và nếu quý vị có thể thuận tay về Lít một điểm để cho nó tạo ra cái điểm bắt dính ta. Chúng ta kéo thẳng xuống đây. Rồi. Các bạn sẽ cho nó ra phía này, bắt dính lên đây, cái phần tay, phần cho lên đây. Bắt dính lên đây. Chúng ta sẽ chọn những phần nào của phần da và phần mặt của cô gái. Tương tự như thế vì sẽ làm tiếp tục. Chúng ta chọn ở đây. Nếu như không có chế độ hỗ trợ bất chính này, chúng ta sẽ chọn cái việc này rất là khó thôi quý vị. Chế độ bất chính nó giống như có chế độ 500, nó sẽ tự động tìm những cái đường khác nhau giữa các vùng ảnh để mà nó tạo ra. Thì đã có vùng chọn phần này. Bây giờ chúng ta sẽ giữ ship chúng ta lấy tiếp phần còn lại ở đây. Hãy quý vị chọn thế này đây. Rồi, bây giờ người ta thấy rằng nó còn một số điểm chưa được chọn thì chúng ta dùng công cụ là polyronan lasso chúng ta nhấn ship để người ta chọn tiếp các vùng còn lại thưa quý vị xong chúng ta sẽ tiếp tục là dùng kết hợp với các vùng chọn như là hình chữ nhật để ta lấy những cái vùng ảnh này rồi ta lấy tiếp ở đây nữa nếu cần thiết thì chúng ta sẽ giữ internet để ta loại bỏ những cái vùng thừa và quý vị hãy chọn tiếp tôi phần này nữa giữ ship chúng ta lấy tiếp phần cái bóng của cô gái này nó mới đẹp thôi quý vị rồi bây giờ chúng ta có được hình của vùng chọn trên cô gái và chúng ta hãy lưu ý là cho một feeder một nhà khoảng cỡ một pixel rồi chúng ta sẽ nhấn cần trên Z để nâng cái vùng này lên ta có hình cô gái lên như này bây giờ chúng ta sẽ chọn lên cái lớp bên dưới này thưa quý vị và chúng ta giữ là lấy công cụ là magic wand là công cụ rùa thần ta lít vào cái phần áo chúng ta chỉ ship chúng ta chọn tiếp tục những phần áo chúng ta sẽ chọn tiếp tục thưa quý vị bài này chẳng qua là luyện cho quý vị cách sử dụng các công cụ chọn mà thôi chúng ta tiếp tục dùng công cụ lasso kết hợp lấy tiếp những phần thừa ở đây chưa được chọn rồi chúng ta sẽ kết hợp với công cụ là hình chữ nhật ta vẽ lấy những phần này còn lại thôi quý vị. nó chẳng qua là những công cụ chọn kết hợp với nhau. Shift là chọn thêm, mà internet là lại bỏ đi. Rồi, chúng ta cũng đừng quên là cho video bằng một ống kính trên G. Bây giờ chúng ta có thể bỏ cái lớp này đi, không cần thiết. Chúng ta có cái lớp áo và có cái lớp của người. Bây giờ chúng ta ứng dụng hiệu ứng như sau, đối với lớp áo này chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là string rồi cho nó trong suốt và lẫn vô trong cái dòng nước này đối với người thì quý vị có thể chọn với tôi cái hiệu ứng là liner double đó thì chỉ cần vài động tác đơn giản quý vị đã có được tác phẩm như ý và chúng ta chỉ cần flatten nó lại là toàn bộ nó có tác phẩm như ý muốn chúng ta